gọi lần thứ sau liên tiếp do thu ban quý khách cuộc gọi hiện tại đang bận hoặc không kết máy. Mẹ thấy con làm cái nghề sáng tác này không có kiếm ra tiền đâu mà con cứ thích. Thì cái đó là tự ý con thôi. Cứ không có nghe lời cha lời mẹ để rồi cố ý mà làm. Thì bây giờ đừng có oán trách gì ai hết á. Tao kệ mày, mày. Chẳng nhà ở đâu, mãi mà không về nhà. Hay ông là mẹ cha nên cứ